Chúng tôi quá khác nhau, nhưng tôi chưa bao giờ bận tâm về điều đó. Tôi dần quen với cảm giác có người đợi mình ở nhà, cùng ăn cơm. Quen có người vừa dọn dẹp, vừa cằn nhằn. Mọi thứ đã từng rất hoàn hảo. Cậu biết đấy, cảm giác sẽ không bao giờ còn phải cô đơn nữa. Ít nhất, tôi đã từng nghĩ vậy. Cuộc gặp thế nào? Cậu có tìm được cảm hứng gì mới không? Không tệ, tôi vẫn đang viết. Mà sao đang là ca sĩ lại bỏ đi viết chuyện? Tôi làm gì biết hát. Ngồi lại nào. Mà một nửa tác phẩm của tôi là câu chuyện của anh. Sao anh không kể hết cho tôi? Giờ này cậu tăng cân à? Bụng có mỡ rồi đấy. Rời xa sân khấu nơi các khuôn mặt, ánh đèn đều giả tạo. Tôi chỉ có thể viết. Viết để nhìn cuộc sống những cách tôi chưa từng nhìn. Thứ tình yêu của họ, tôi đã từng không tin cho đến khi cảm nhận được nỗi đau nơi con người ấy. Kể cả khi anh ta chưa nói gì. Cậu đã từng yêu ai chưa? Khi nó đến, cậu sẽ hiểu. Nó giống như cậu mang bên mình một quả bom hẹn giờ. Nó kêu bíp, bíp, bíp. Và rồi... Hàng xóm, đi chơi không? Sao anh lên ở đây vậy? Đây là tầng 2 mà. Người cậu có mùi thuốc. Tôi ghét mùi thuốc. Rồi tôi biết ngày đó cũng sẽ tới. Mùi nước hoa phụ nữ xuất hiện ngày một nhiều. Rồi một ngày tôi trở về nhà và
Sao anh không giành lại? Rồi cũng thế cả thôi. Tôi không có quyền, cũng chẳng có tự tin. Tôi đi về đây. Rồi một ngày cậu ấy biến mất. Tôi không biết là do tôi cố gắng chưa đủ hay tại một chuyện từ khi bắt đầu đã không có kết quả. Không, cảm ơn. Tôi đang cai thuốc. Con đã nói rồi, con sẽ không đi xem mặt bất kỳ ai nữa. Nếu có thể tìm lại cậu ấy, anh định thế nào? Giữ cậu ấy lại. Còn nếu không? Cũng không biết nữa. Dù gì tôi cũng quen với việc phải chờ đợi rồi. Họ là một đôi, hay chỉ ít từng là một đôi. Còn tôi chỉ là kẻ ngoài cuộc. Tôi ngạc nhiên khi thấy mình giận dữ về điều đó. Tôi nhận ra mình tầm thường đến mức nào. Có lẽ khi yêu, chúng ta đều tội lỗi. Tôi tưởng cậu không có ở nhà. Thật ra cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à? Người đó, tôi nghĩ là anh biết. Ai cơ? Không có gì. Chạy thi không? Cậu chấp tôi nhé. Chạy thế mà đã mệt rồi à? Lần này tôi lại thắng nhé. Mấy ngày nay cậu biến đi đâu vậy? Tôi còn tưởng cậu viết xong chuyện và cuốn gói ở đây rồi. Tôi đang lưỡng lự về cái kết. Hai kẻ yêu nhau, hiểu lầm, chia tay. Anh nghĩ họ có thể quay lại được không? Tại sao? Tôi không tin vào chuyện cổ tích.
Nhưng nếu là cậu, tôi sẽ biết một kết thật đẹp. Dù gì thì yêu nó thế. Cậu thật ngây thơ. Tôi tắm đây. Anh làm cái trò gì vậy? Cậu nghĩ tôi định tự tử à? Chuyện cũng đã lâu rồi. Sao anh không thử bắt đầu lại với một người khác? Anh không thể vì thế em mất niềm tin được. Tôi thích anh. Những người như chúng tôi không sợ đau. Tôi đã quen với điều đó rồi. Nhưng mà cái cảm giác trống rỗng sau đó mới thật là đáng sợ. Em nấu cơm rồi. Em đi về đây. Mẹ bảo anh về đi, trai gái gì cũng được mà. Mẹ chịu anh rồi. Tôi gọi chỉ để báo với anh tác phẩm đã hoàn thành. Tôi có một món quà muốn tặng anh nhưng không thể gặp được. Phiền anh đến nhà bạn tôi lấy. Địa chỉ là... Anh đẹp trai thì mai đấy. Cậu bỏ đi mà không định chào tạm biệt tôi thật đấy à? Không phải, anh luôn bảo tôi cuốn gói đi sao? Cậu có thể ở lại mà. Tôi nghĩ nó sẽ là khởi đầu mới cho tất cả chúng ta. Chúng ta? Hình như có người tìm tôi. Gặp lại sau vậy. Đợi đã. Tôi viết một cái kết đẹp, bởi tôi tin mọi chuyện sẽ như thế.
Tôi đã viết một cái kết không như tôi nghĩ. Hóa ra sau mọi chuyện, ai yêu ai, ai đến với ai đã không còn quan trọng. Quan trọng là nhận ra đứng yên thì không mong có sự thay đổi. Con người thường đổ lỗi cho số phận mà không nghĩ đến việc thay đổi nó. Và một ngày khi tất cả giữ một tâm thế khác, tôi sẽ quay lại. Lúc đó khi chúng ta chung một điểm xuất phát, có lẽ câu chuyện sẽ khác.